Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip review và test chiếc đĩa DVD gốc của anh ca sĩ Tống Gia Vĩ. Album có tên là Anh Là Người Chung Tình. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xem đoạn clip test của mình nha. Mình sẽ test đĩa DVD. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem chiếc đĩa. Album này thì gồm có CD và DVD nha các bạn. Nhưng mà sau thì có tem của cục nghệ thuật biểu diễn. Hình ảnh khá là đẹp luôn các bạn. Và ở bên trong thì được tặng những tấm ảnh như thế này. Album này thì được thiết kế khá là giống với album của anh ca sĩ Lưu Chí Vĩ. Album chia tay cuối, mình đã có review trên kênh mình rồi. Đây là những hình ảnh nha các bạn. Album này có thể nói là rất là hay luôn. Tống Gia Vĩ thì ngày xưa cũng rất là nổi tiếng các bạn. Mình hay đi xem ca nhạc. Thời điểm mà anh ra phim ca nhạc này xong rồi thêm bộ phim ca nhạc Sứ Mệnh Siêu Nhân nữa các bạn. Cả hai bộ phim thì anh diễn nét khá là khác nhau luôn. Phim này thì anh diễn vai cũng khá là nghiêm túc. Còn Sứ Mệnh Siêu Nhân thì anh diễn hài hài các bạn. Mình rất là thích. Đây là hình ảnh ở trong phim nha các bạn. Còn đây là hai chiếc đĩa. Đĩa CD. CD và DVD. Đều là lòng trắng hết các bạn. Hình ảnh rất là đẹp luôn. Và rồi, mình đã review xong, review và test cho các bạn xem album của anh ca sĩ Tống Gia Vĩ. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.